chào mọi người, thời gian tới chúng sẽ đưa ra một cái series những clip mà hỗ trợ cho anh em mới cầm cơ, mới tập chơi thôi, chưa được tiền trung cấp nữa. Đây là một cái tình huống mà mình kéo cho gà mà bị hụt. Thì bởi vì mình không biết cái căn mà mặt bi và cao thấp cơ như thế nào. Thì một tuần chúng sẽ đưa ra khoảng 3 clip. Và nó thường là rơi vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Mỗi clip chúng làm ngắn thôi, tầm khoảng 2 phút. Trong thế bi ngày hôm nay thì mình sẽ tập đánh những cái thế bi giò gà xa. Đầu tiên mọi người phải nên tập cái hai bi trước. Thả bi, đây là bi Kaze. Bi chủ mình nó sẽ nằm chỗ này. Ở đây mình sẽ có hai vị trí căn nha. Thì ngày hôm nay chúng sẽ nói trước về cái vị trí căn đầu tiên. Thì nó nằm ba vị trí này thôi. Bi mục tiêu 2 nằm ba vị trí này. Bữa hôm sau chúng sẽ khảo sát về bi mục tiêu 2 nó nằm trong khúc này. Thì mình sẽ xài các căn khác, nhưng mà hôm nay chúng chỉ có nói về ba cái vị trí này thôi. Là 1, 2, 3. Thì mình sẽ căn như thế nào? Mình sẽ đánh 3 phần 4 trái. Bi chủ mình vào 3 phần 4 trái Bikaze. Và mình sẽ căn độ cao thấp cơ thôi. Thì nó sẽ đi được 3 cái vị trí như vậy. Bây giờ chúng sẽ phân tích cái vị trí đầu tiên. Số 1, thì 3 phần 4 trái là như thế nào? Thì bây giờ mọi người sẽ đánh không áp phê trước đi. Đây chúng sẽ vẽ cái bi Kaze. Còn khi mà mình chia cái này ra làm 4 phần này. Thì cái vị trí ngắm của mình khi không áp phê trên bi chủ thì nó sẽ ngắm vào cái vị trí này. Mọi người chú ý nha. Thì lúc này bi chủ của mình nó sẽ như vậy. Đó, đại loại bi chủ của mình nó sẽ như vậy, nó ăn cái mặt như vậy. Thì mình gọi vậy là 3 phần 4 trái. Và mình để cao thấp cơ như thế nào? Đây chúng tiếp tục sẽ vẽ cái bi chủ mình. Mình sẽ chia đây thành 4 phần. Mọi người nhớ nha. Thì cái vị trí mà mình đánh cái vị trí số 1 này. Thì mình sẽ để cái độ cao thấp cơ mình sẽ để ở đây. Là chiều cao 1 phần 4. Còn cái vị trí số 3 thì nó sẽ nằm ở ngay tâm bi. Đây là 1, đây là 3. Còn cái vị trí số 2 này nó sẽ nằm đây, nằm giữa. Thì mọi người cần nhớ 3 vị trí này là được rồi. Bây giờ chúng sẽ làm clip demo. Ở đây chúng sẽ tập với 2 bi và với cục lơ. Mục đích mình cờ tập với cục lơ để cho cái độ chính xác nó cao nhất. Chúng sẽ xếp cái vị trí cục lơ nó nằm ở giữa bàn bên dưới. Hai bi mục tiêu nó sẽ song song với băng ngắn. Ở đây mình sẽ đánh 3 phần 4 trái và cái độ cao là 1 phần 4 tính từ dưới lên. Tiếp tục dịch cái cục lơ tới cái vị trí nút tiếp theo. Ở đây mình sẽ tiếp tục đánh 3 phần 4 trái và cái chiều cao thì mình sẽ dưới tâm bi một đầu cơ. Mọi người chú ý khi đánh những cái giò gà xa thì mình sẽ cố định cái độ dày. Chẳng hạn những cú mà đánh cái góc lớn tầm 60 đến 70 độ thì mình sẽ đánh 3 phần 4 trái. Còn những cái góc mà nó hẹp hơn dưới 60 độ thì mình sẽ đánh 1 phần 2 trái. Là mình cố định, mình giữ cao thấp cơ thôi. Tiếp tục mình sẽ dịch tới vị trí tiếp theo. Lơ tới vị trí tiếp theo. Ở đây mình sẽ để cái đầu cơ của mình ngang tâm bi không áp phê 3 phần 4 trái. Rồi chúng sẽ hẹn gặp mọi người trong phần tiếp theo của đánh giò gà xa này vào ngày thứ 6.